Các bạn đến tin nhanh 24/7. Tại sao đổ bù khi mới mua xe lại không thấy toàn thấy hại? Vừa dắt xe ra khỏi hãng, Linh ngay một cái quả bù cho cấu chạy ra ngoài đường. Tưởng vậy là ngầu, ai ngờ về sau chiếc xe yếu hơn hẳn. Lý do là vì quả bơ ư? Theo những thông tin mà mình tìm hiểu được và bà được một ông anh làm ở trong hãng đã chia sẻ với chúng tôi, khi mới mua cái chiếc xe mới, lên cái món đồ chơi nào cũng được, nhưng tuyệt đối đừng đụng đến cái phần động cơ, đặc biệt là lên bộ độ. Tò mò hỏi thêm thì mới biết thời gian road ride rất là quan trọng. Cái cách anh em chạy thời gian này là một phần nào đó quyết định được cái sự im máy, độ bền của động cơ. Về sau xe mới thì còn quá trình lò bỏ các bài vớ bụi bặm còn sót lại ở mỗi lần khai nhớt. Khi độ bù nó ảnh hưởng trực tiếp đến phần động cơ, khiến cái độ bền đã giảm đáng kể, chưa kể việc xăng gió không phù hợp với cái bộ độ nữa, nên buộc phải canh chỉnh lại. Chưa kể việc anh em chưa quen với một cái chiếc xe mới, chưa biết nó lanh hay bốc thế nào. Cái độ bù chỉ khiến cho chúng ta thêm phấn khích, dễ gây tai nạn bởi chưa thành thạo hoặc kiểm soát được cái máy. Lời khuyên chân thành cho anh em, thời gian đầu nên đi bù zin, về sau độ bù thì cũng được. Nước làm mát sự sống còn của động cơ hay bị ngó lơ. Nước làm mát xe máy đóng một vai trò là cầu nối trung chuyển nhiệt lượng từ thân động cơ ra cái két làm mát. Việc kiểm tra và bổ sung nước làm mát sau mỗi lần bảo trì bảo dưỡng thì không phải ai cũng lưu ý. Nhiều người còn không quan tâm tới nước làm mát xe máy và cũng không biết công dụng của nó là gì. Nước làm mát dung dịch nước làm mát động cơ không phải là loại nước lọc dùng trong sinh hoạt hàng ngày, mà chất lỏng chuyên dụng. Thành phần chính là nước cất hay là nước tinh khiết, và dung dịch làm mát có tác dụng là truyền dẫn nhiệt nhanh hơn, dùng các chất phụ gia giúp là chống bay hơi ăn mòn động cơ. Và như tên gọi, nước làm mát có một cái công dụng là làm mát động cơ xe máy bằng cách là trung chuyển nhiệt lượng từ thân động cơ ra két làm mát. Ngoài ra, nước làm mát xe máy còn giúp chiếc xe vận hành bền bỉ, y máy, không xảy ra hiện tượng là y máy, nóng máy. Xe máy sau một tháng đại dung đã dùng dài, nếu quên thay nước làm mát xe máy sẽ là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc xe bị ì, máy có cái mùi lạ, bốc hơi nhanh, dễ chết máy, nóng máy, cảm tuổi thọ động cơ. Thông thường bạn nên kiểm tra nước làm mát xe máy khoảng từ 15.000 km cho đến thay mới là khoảng hơn 20.000 km. Bạn hãy kiểm tra cái lượng nước làm mát trong cái bình chứa phụ. Nếu nước làm mát ở giữa cái vạch low và upper, có nghĩa là không cần xử lý thêm. Nếu nước làm mát ở vạch lower, thì lúc đó các bạn cần phải bổ sung thêm nước để giúp ổn định cái nhiệt độ của bàn động cơ khi sử dụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để kiếm tiếp nhớ like, share, subscribe.